Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay sẽ là một video về cách đặt câu hỏi trong tiếng Hàn. Thực chất thì chúng ta sẽ có những cái từ để hỏi và xoay xung quanh những từ để hỏi đó thì các bạn sẽ có các câu hỏi liên quan đến từ. Và các bạn hãy ghi nhớ cái công thức đó là 5 V kép và 1 H. Đó là cái gì nhỉ? Các bạn nhìn nhé, các bạn sẽ có 5 V kép ở đây. Thực chất đó là cái chữ viết đầu tiên của tiếng Anh, các bạn sẽ có trong tiếng Anh là what, sẽ tương đương với tiếng Hàn là muot, mà nghĩa là gì, cái gì. Nữa là where, là oddi, là đâu hoặc là ở đâu. Nữa là when, onje, khi nào. Và là gì nhỉ, why, where, tại sao. Và who, có nghĩa là gì nhỉ, nugu, ai. Và là how, thì các bạn sẽ có là otoke, như thế nào hoặc là thế nào. Thế thì các bạn sẽ có những cái từ hỏi như là muot, oddi, onje, we, nugu, otoke. Các bạn sẽ có, đây là những cái từ, cái cụm từ để hỏi và xoay xung quanh những cái từ để hỏi này, các bạn sẽ đặt câu với nó. Và ngoài ra chúng ta sẽ còn có nhiều những cái từ để hỏi khác, thì trong video này mình cũng sẽ trình bày hết nhé. Các bạn theo dõi lần lượt. Các bạn sẽ có đầu tiên là muot, mà nghĩa là gì, cái gì. Muot, gì, cái gì. Đối với từ này thì các bạn có thể đặt những cái câu tương tự như là gì nhỉ? Sẽ nấu cái gì? 무엇을 요리할 거야? 무엇을 요리할 거야? Sẽ nấu cái gì? 무엇, các bạn sẽ có ở đằng sau của nó là một động từ 요리하다, mà nghĩa là nấu, nấu nướng. Thế thì khi mà đằng sau là một động từ, các bạn sẽ có cái tiểu từ 을 gắn vào sẽ là 무엇을 무엇을 요리할 거야? 를 거야? Đuôi câu hỏi, mà nghĩa là sẽ làm cái gì đó một cách xuồng xã. Thế thì các bạn sẽ có một ví dụ tương tự nữa là gì nhỉ? 이름이 무엇입니까? 이름이 무엇입니까? Tên bạn là gì? 이름, tên, 무엇 có nghĩa là gì? 입니까? 무엇입니까? Tên là gì? Như vậy còn có từ 무엇 có nghĩa là gì hoặc là cái gì. Bạn tên là gì hoặc là sẽ làm cái gì hoặc là sẽ nấu cái gì. 무엇을 요리할 거야? Hoặc là 이름이 무엇입니까? Hoặc các bạn cũng có những cái dạng viết khác của nó cũng mang nghĩa là gì, cái gì là 뭐 hoặc là 뭘. Ví dụ là gì nhỉ? 뭘 마시겠어요? 뭘 마시겠어요? Anh sẽ uống gì? Cái từ 뭘 thực chất của nó chính là của từ 무엇, vẫn là cái từ ban đầu, các bạn có từ 무엇. Và cái trợ từ của nó là 을, sẽ là 무엇을, bởi vì thường theo sau của nó là một, theo sau cái từ để hỏi này là một động từ, nên các bạn sẽ có cái tiểu từ này 을. Thế thì người ta sẽ biết gọi là của 무엇 và lấy của 을 sẽ là 뭘. 무엇을 sẽ viết gọn lại là thành 뭘. 마시겠어요, các bạn có động từ là 마시다 là uống. 겠어요 mà nghĩa là sẽ. 뭘 마시겠어요, hoặc các bạn có thể dùng là 무엇을 마시겠어요, anh sẽ uống gì. Hoặc một cách đơn giản lược bỏ đi, người ta có thể viết là 뭐, ví dụ là gì nhỉ, 뭐 마시겠어요, hoặc là 뭐 먹을래요, 뭐 먹을래요, bạn muốn ăn gì nào. 먹다 là ăn, 을래요 đưa câu hỏi ý kiến, hiểu là gì nhỉ, bạn muốn dùng gì, bạn muốn ăn gì. Như vậy các bạn có thể dùng là 뭘 마시겠어요 hoặc là 무엇을 마시겠어요 hoặc là 뭐 마시겠어요. Tất nhiên những cái dạng như là 뭐 hoặc là 뭘 hoặc là 무엇을, các bạn có thể dùng ba cái dạng này khi mà đằng sau của nó là một động từ, còn khi mà nó kết hợp với những từ để hỏi như là những từ như là 입니까, ví dụ tên của bạn là gì, thì các bạn sẽ dùng với 무엇 무엇입니까, ví dụ là 이름이 무엇입니까. Còn những cái dạng như là 뭐 hoặc là 뭘 hoặc là 무엇을 thì các bạn sẽ dùng với động từ theo sau, kết hợp với một động từ. Tiếp theo bạn có từ 어디. 어디 có nghĩa là đâu. Ví dụ 여기가 어디예요, 여기가 어디예요, đây là đâu, đây là đâu vậy, đây là đâu ạ. 여기 có nghĩa là đây. 어디예요 là đâu, bạn có từ 예요 mà nghĩa là 어디가 어디예요, đây là đâu. 여기가
어디예요? đây là đâu ạ? À? Ví dụ trả lời rằng 여기, 여기가 학교예요. Đây là trường học. Hoặc là 어디서 일하세요? 어디서 일하세요? Bạn làm việc ở đâu? Thì các bạn có từ 어디 là đâu. Còn ở thì bạn sẽ có từ 서 hoặc là 에서. Hoặc có thể chỉ cần dùng với 서 cũng được. 어디에서 hoặc là 어디서 일하세요. 일하세요 là làm việc. Các bạn có 일하다 là gốc động từ của nó. Trong câu hỏi ở cái dạng trang trọng kính ngữ thì người ta sẽ có thêm 세요. 일하세요. 어디서 일하세요? Bạn làm việc ở đâu? Thế thì khi trả lời các bạn chỉ cần thay từ 어디 bằng tên của một cái địa điểm cụ thể. Nó hỏi 어디 sẽ là hỏi với địa điểm một nơi chốn, nên là các bạn sẽ thay từ 어디 bằng một địa điểm, ví dụ là gì nhỉ? 회사에서 hoặc là 베트남에서 일해요. Tôi làm việc ở Việt Nam. Khi mà các bạn có hỏi là 어디서, thực chất dạng đầy đủ của nó sẽ là 어디에서. Nhưng khi mà hỏi người ta có thể hỏi là 어디서. Tuy nhiên khi trả lời thì các bạn sẽ trả lời với địa điểm này cộng với 에서 cộng với động từ. Vì động từ chỉ cái sự động từ như là 일하다, các bạn sẽ nói là 회사에서 일해요. Tôi làm việc ở công ty, hoặc là gì nhỉ? Ví dụ 어디서 공부해요? Bạn học ở đâu? Thì bạn sẽ trả lời rằng 집에서, 집 có nghĩa là nhà, 집에서 공부해요. Tôi học bài ở nhà. Tiếp theo các bạn sẽ có từ để hỏi là từ 언제. 언제 có nghĩa là khi nào, hỏi về thời gian. Ví dụ 언제 이사해요? 언제 이사해요? Khi nào chị chuyển nhà? 언제 cộng với có thể kết hợp một động từ, ví dụ 이사해요 có nghĩa là chuyển nhà. 언제 이사해요? Khi nào chuyển nhà? Có thể trả lời rằng 내일. 내일 là ngày mai. 내일 이사해요. Ngày mai thì tôi chuyển nhà, hoặc là 내일이에요. Ngày mai ạ. Hoặc người ta có thể hỏi là 박물관 휴관이 휴관일이 언제입니까? 박물관 휴관일이 언제입니까? Ngày nghỉ của bảo tàng là khi nào vậy ạ? 박물관 có nghĩa là bảo tàng, 휴관일 có nghĩa là gì nhỉ? Ngày nghỉ tham quan ấy, 언제입니까? Là khi nào hoặc là ngày nào? 박물관 휴관일이 언제입니까? Thì bạn sẽ có ở đây 언제, nó có thể dùng kết hợp với động từ như câu trên, hoặc là nó kết hợp với 입니다, 입니까, có thể kết hợp với 예요 hoặc là 임 với 입니까, tức là với 이다, có thể kết hợp với 이다. Gốc của nó chính là 이다, và ở dạng câu hỏi thì có thể chia theo đôi요 là 예요, 언제예요 hoặc là 언제입니까. 박물관 bảo tàng, các bạn cần chú ý về cách phát âm, biến âm là thành không phải là bác mùi quan mà sẽ là bằng mùi quan. Hiu quan ní đi, ơn chê im ní cá. Các bạn sẽ có như vậy. Có thể hỏi là khi nào chị chuyển nhà, hoặc là khi nào chị đến Hàn Quốc, hoặc là khi nào thì chị sẽ kết hôn. Có thể có ơn chê cộng với một động từ. Hoặc khi mà hỏi là khi nào thì các bạn sẽ có cái dạng rất là phổ biến là 언제 cộng với 입니까 hoặc là cộng với 예요. 언제예요 hoặc là 언제입니까. Các bạn ghi nhớ. Và khi trả lời thì các bạn sẽ thay thế cái từ 언제 này bằng một cái từ chỉ thời gian cụ thể. Ví dụ là gì nhỉ? 내일 이사해요 hoặc là 다음 주에 이사해요. Tuần sau thì tôi chuyển nhà. Hoặc ở đây các bạn có thể trả lời rằng 박물관 휴관일이, và đây các bạn sẽ có là gì nhỉ? 9일, 9일입니다. Có thể là gì nhỉ? 9일입니다. Ví dụ là cái ngày nghỉ của bảo tàng là ngày mùng 9 chẳng hạn. Thì các bạn sẽ thay 입니까 bằng 입니다, thay 언제 bằng cái số ngày cụ thể, ngày tháng cụ thể. Tiếp theo các bạn có từ để hỏi là 왜. 왜 là tại sao, sao. Ví dụ 왜 너는 결혼하지 않니?
왜 너는 결혼하지 않니? Tại sao cậu không kết hôn? Hỏi về lý do, 이유, hỏi lý do. Bạn có 왜? 왜 đứng ở vị trí đầu câu. 너 có nghĩa là cậu, bạn, mày. 결혼하다 là kết hôn. Còn 지 않다 mà nghĩa là không. 결혼하지 않다 là không kết hôn. 뭐 다 đi gắn 니. 니. Đây là một cái đuôi câu hỏi rất là nhẹ nhàng, rất là suồng xã thân mật, không kính ngữ. 왜 너는 결혼하지 않니? Sao cậu không kết hôn hoặc là sao mày lại không kết hôn vậy? Hoặc là gì nhỉ? 왜 남방이 안 되지요? 왜 남방이 안 되지요? Tại sao phòng lại không ấm nhỉ? 왜 남방이 안 되지요? Tại sao phòng lại không ấm? 왜 là tại sao? 난방 có nghĩa là cái sự sưởi ấm, cái sự làm nóng ấy. 안 되다 là không được. 난방이 안 되다 có nghĩa là gì nhỉ? Không sưởi ấm hoặc là các bạn hiểu là trong phòng không ấm. 지요 một đôi câu hỏi mà nghĩa là gì nhỉ? Chứ nhỉ? 왜 난방이 안 되지요? Tại sao phòng lại không ấm nhỉ? Như vậy, nó được dùng để hỏi về lý do, thường đặt ở vị trí đầu câu, hoặc đơn giản là các bạn chỉ hỏi là 왜요? Tại sao ạ? 왜요? 왜요? Tại sao? Tiếp theo, bạn có thể hỏi là 어떤. 어떤 có nghĩa là nào. Ví dụ là gì nhỉ? Cái nào? Tức là hỏi, ví dụ là anh thích món ăn nào? 어떤 음식을 좋아하세요? 어떤 음식을 좋아하세요? Anh thích món ăn nào? Bạn sẽ có 어떤, thường đằng sau sẽ là gì nhỉ? Kết hợp với một danh từ miêu xả. 어떤 음식 có nghĩa là món ăn nào này. Và 좋아하세요, thích. 어떤 음식을 좋아하세요? Anh thích món ăn nào? Có thể trả lời rằng 삼계탕을 좋아해요. Tôi thích món gà hầm sâm chẳng hạn. 삼계탕. 삼계탕 có nghĩa là cái món gà hầm sâm đấy. Hoặc là gì nhỉ? Kim bap bul chua heo. Tôi thích món kim bap. Có nghĩa là gì nhỉ? Cái món cơm cuộn đấy. Hoặc là bibim bap có nghĩa là cái món á, cơm 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 trộn. Hoặc là các bạn sẽ có là 그는 어떤 사람인가요? 그는 어떤 사람인가요? Anh ấy là người thế nào? Các bạn cũng có cái dạng là 어떤 kết hợp với danh từ ở đây là 사람 có nghĩa là người, 인가요 là người. Các bạn có 인가요 một cũng là một đôi câu hỏi rất là lịch sự. 그는 anh ấy hoặc là anh ta 어떤 사람 người như thế nào? Ở đây thì 어떤 음식 có nghĩa là món ăn nào. Như vậy, các bạn có từ 어떤 nó kết hợp với một danh từ. Và đằng sau danh từ có thể sẽ là tiếp diễn với một động từ nữa, có thể là kết hợp với động từ hoặc đơn giản là nó kết hợp với y tá. Ví dụ như đây sẽ là gì nhỉ? 사람 y tá là người như thế nào? Các bạn có ở đây 어떤 음식 có nghĩa là món ăn nào, ở đây là 어떤 사람 người như thế nào? Và khi mà trả lời thì các bạn sẽ thay thế cái từ 어떤 này có thể là bằng một danh từ, anh ấy là người. Ví dụ là danh từ là gì nhỉ? Tôi thích món gà hầm sâm chẳng hạn. Hoặc ở đây 어떤 사람 là người như thế nào thì các bạn có thể thay thế từ 어떤 bằng những cái từ chỉ tính chất, tính cách, ví dụ là gì nhỉ? Anh ấy là người rất là hoạt bát vân vân. Tiếp theo, 어떻게, 어떻게 như thế nào hoặc là thế nào. Các bạn có từ 어떻게 phát âm thì các bạn sẽ có 어떻게 đúng không? Các bạn sẽ nối âm và phát âm một cách nó gần gần như là âm khở 어떻게. 그걸 어떻게 알았어요? 그걸 어떻게 알았어요? Làm thế nào mà anh biết được chuyện đó? 그걸 có nghĩa là gì nhỉ? Cái đó ấy, thực chất là giảm cái gọn của 그것 có nghĩa là cái đó. 그것 và cái tiểu từ là ul. Bởi vì đằng sau là cái từ alta là biết mà động từ nên các bạn sẽ có cái tiểu từ ul. 그것을 어떻게 알았어요? Và người ta sẽ viết gọn 그것을 bằng 그걸. 어떻게 là như thế nào? 알았어요 đã biết được. Tức là gì nhỉ? Làm thế nào hoặc là làm như thế nào mà anh biết được chuyện đó? Hoặc là gì nhỉ? 어떻게 해요? 어떻게 해요? Làm như thế nào? 해요 có nghĩa là làm. 어떻게 là như thế nào? Ví dụ là gì nhỉ?
Đứa chất rồi ồ, tôi đã muộn rồi. Otoke, tôi làm như thế nào đây? Thì các bạn có otoke dùng để hỏi về cách thức để làm một cái gì đó. Tiếp theo ta có từ để hỏi là từ orma. Orma có nghĩa là bao nhiêu. Ví dụ, ý con orma에요? Ý con orma에요? Cái này bao nhiêu ạ? À? Thường để hỏi về, khi mà hỏi với từ orma thì bạn hỏi về giá cả. Ví dụ là sa qua han ge orma에요? Một quả táo thì bao nhiêu tiền? Hoặc là ý con orma에요? Cái này bao nhiêu ạ? À? Hoặc là gì nhỉ? Quả일 좀 사고 싶어요. Tôi muốn mua một ít hoa quả. 배는 얼마예요? Lê thì bao nhiêu ạ? À? Gọi có từ 이것 ở đây thực chất là giải với gọn của 이것. 이것 và cái tiểu từ là 은. 이것은 얼마예요? Cái này thì bao nhiêu ạ? À? Và người ta sẽ gọi là thành 이것. Khi trả lời thì các bạn sẽ trả lời với số tiền cộng với 예요 hoặc là 입니다. Ví dụ là gì nhỉ? 5,000원입니다. Các bạn sẽ có 5,000원. Ví dụ là 5,000원. 5,000원입니다. Hoặc là 5,000원이에요. Cộng với 입니다 hoặc là 이에요 các bạn nhé. 이에요. Ví dụ, 이건 얼마예요? Cái này bao nhiêu tiền vậy? Trả lời là 5,000원이에요. 5,000원 ạ. Hoặc là 1,000원이에요. Hoặc là 1,000원. Ví dụ thế. Các bạn sẽ thay thế của 얼마 bằng cái số tiền cụ thể. Và nhớ đơn vị tiền, ví dụ là tiền Việt Nam sẽ là đồng, hoặc là tiền Hàn sẽ là won. Hoặc là chúng ta sẽ có một ví dụ nữa là 이제 돈이 얼마 남지 않았어요. 이제 돈이 얼마 남지 않았어요. Hiện giờ không còn bao nhiêu tiền nữa cả. 이제 hiện giờ 돈 có nghĩa là tiền, 얼마 có nghĩa là bao nhiêu, 돈이 남다 có nghĩa là còn lại tiền, còn 지 않았어요 là đã không còn, 남지 않았어요 mà nghĩa là đã không còn lại bao nhiêu tiền cả. Nhưng mà thông thường các bạn sẽ có từ 얼마 dùng nhiều khi hỏi về giá cả. 이거 hoặc là 이것은 얼마예요? 이것은 얼마예요? Hoặc là 이 책은 얼마예요? Quyển sách này bao nhiêu tiền? Hoặc là 이 컴퓨터 얼마예요? Cái máy tính này bao nhiêu tiền? Hoặc là 이 치마는 얼마예요? Cái váy này bao nhiêu tiền? Vân vân. Tiếp theo, chúng ta có thể hỏi với 얼마나. Một từ để hỏi về số lượng, trọng lượng, thời gian, khoảng cách. Nó mang nghĩa là bao lâu hoặc là bao nhiêu. Ví dụ, 한국에 오신 지 얼마나 되셨어요? 한국에 오신 지 얼마나 되셨어요? Chị đã đến Hàn Quốc được bạn lâu rồi? Các bạn có đây là gì nhỉ? 한국에 오시다 là đến Hàn Quốc. Các bạn sẽ có 는지, một cấu trúc ngữ pháp. Đằng trước sẽ là một động từ gắn với 는지, mang nghĩa là làm cái việc gì đó. Và đằng sau sẽ là một cái từ để hỏi về thời gian. Tức là bạn đã làm cái việc gì đó được bao lâu rồi? 얼마나 되셨어요? 되셨어요 mang nghĩa là đã được. 얼마나 là bao lâu? 한국에 오신 지 얼마나 되셨어요? Chị đến Hàn Quốc được bao lâu rồi? Hoặc là chị đã đến Hàn Quốc được bao nhiêu thời gian rồi? Thì các bạn sẽ có từ 얼마나 dịch là bao lâu hoặc là bao nhiêu. Hoặc là gì nhỉ? 회사까지 시간이 얼마나 걸려요? 회사까지 시간이 얼마나 걸려요? Đến công ty hết bao nhiêu thời gian? Như vậy, cái từ 얼마나 các bạn cũng dịch là bao nhiêu nhưng không phải là hỏi về bao nhiêu tiền, mà sẽ hỏi về nhỉ? Bao nhiêu thời gian, hoặc là thường là hỏi về bao nhiêu thời gian, hoặc là khoảng cách là bao xa đấy. Các bạn sẽ có là gì? 회사까지 đến công ty, 까지 là đến, 시간이 걸려요 là mất thời gian. Thế thì mất bao lâu hoặc là mất bao nhiêu thời gian thì bạn dùng với 얼마나. 회사까지 시간이 얼마나 걸려요? Đến công ty thì hết bao nhiêu thời gian hoặc là mất bao lâu? Và khi trả lời thì các bạn sẽ thay thế cái từ 얼마나 bằng một cái từ chỉ thời gian cụ thể, thường thường dùng với thời gian, chỉ thời gian cụ thể, gọi là gì nhỉ? 회사까지 시간이
30분 걸려요. Các bạn sẽ có 30분 có nghĩa là 30 phút. 30분 걸려요. Mất khoảng, mất 30 phút. Hoặc là gì nhỉ? 한국에 오, 오. Các bạn sẽ có đây là khi mà hỏi thì người ta sử dụng kính ngữ là từ 시 thêm vào. Đây là gì? 오신지. Và đây là sử dụng với từ 시 nữa. 되시다. Tuy nhiên khi trả lời thì các bạn không sử dụng kính ngữ. Các bạn chỉ cần nói là gì nhỉ? 한국에 온지. Các bạn sẽ gắn là gì nhỉ? 한국에 온지. Bỏ 시 đi. Thay cái từ 얼마나 bằng ví dụ là gì nhỉ? 2년 chẳng hạn. 2 năm các bạn sẽ dùng là 2년. 되었어요. Thay 되셨어요 bằng 되었어요. 한국에 온 지 2년 되었어요. Như vậy, các bạn chú ý biến đổi những cái từ kính ngữ, biến đổi cái từ 얼마나 bằng một cái từ chỉ thời gian cụ thể. Như vậy, ví dụ trong câu này, 한국에 오신 지 얼마나 되셨어요? Chị đã đến Hàn Quốc được bao lâu rồi? Thì các bạn sẽ trả lời rằng 저는 한국에 온 지 2년 되었어요. Đây là 되었 nhé các bạn, không phải là 되었. 되었어요. 되었어요 có nghĩa là đã được. 한국에 온 지 2년 되었어요. Như thế này. 되었어요. Đã được. Các bạn có từ 되다. Gốc của nó chính là gì nhỉ? Được đấy. Còn đã được thì các bạn sẽ chưa được quá khứ là 되었어요 hoặc là 되었습니다. Hoặc ở đây là gì nhỉ? 회사까지 시간이 얼마나 걸려요? Đến công ty thì hết bao lâu thời gian? Trả lời rằng 회사까지 시간이 30분 걸려요. Mất 30 phút. Tiếp theo các bạn sẽ có một từ để hỏi là từ 몇. 몇 mà nghĩa là mấy hoặc là bao nhiêu. Ví dụ là 몇 시입니까? 몇 시입니까? Mấy giờ rồi? Hoặc là 몇 점 받았어요? 몇 점 받았어요? Bạn được mấy điểm? 몇 hỏi về mấy hoặc là bao nhiêu, thường hỏi về thời gian hoặc là hỏi về số lượng, mấy người hoặc là mấy điểm, mấy giờ vân vân. Đằng sau sẽ là một danh từ, ví dụ là 몇 시 mấy giờ này, hoặc là 몇 점 mấy điểm. 점 đây mà nghĩa là điểm, điểm số đấy. 받았어요 mà nghĩa là đã nhận được, đã được nhận mấy điểm. 몇 점 받았어요 tức là bạn đã được mấy điểm đấy, hoặc là 몇 시입니까 mấy giờ rồi. Như vậy các bạn lưu ý rằng 몇 cộng với một danh từ. Khi trả lời thì các bạn chỉ cần thay thế cái từ để hỏi từ 몇 bằng một số từ cụ thể, ví dụ là gì nhỉ? 몇 시입니까? Mấy giờ rồi? Trả lời là 네 시입니다. 네 시입니다. Có nghĩa là 4 giờ rồi. Hoặc là 몇 점 받았어요? Bạn được mấy điểm? Trả lời rằng 100 점. 100 점 có nghĩa là 10 điểm. 100 점 받았어요. Tôi được 10 điểm. Tiếp theo, chúng ta có từ để hỏi là từ 누가. 누가 mang nghĩa là ai. Thực chất từ để hỏi gồm hỏi là ai có từ 누가 và 누구. Thì lát nữa mình sẽ phân biệt khi nào thì dùng 누가, khi nào thì dùng 누구. Các bạn có 누가 mang nghĩa là ai. Ví dụ là 누가 전화 했어요? 누가 전화 했어요? Ai gọi điện thế hoặc là ai đã gọi điện thế. Hoặc các bạn có từ 누구 cũng mang nghĩa là ai. Các bạn có là 누구를 찾으세요? 누구를 찾으세요? Anh tìm ai ạ? Thế thì khi nào thì dùng 누구, khi nào thì dùng 누가? Các bạn theo dõi nhé, chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt. Các bạn có 누구 dịch là ai, đóng vai trò là tân ngữ. Và cái mẹo để nhớ khi các bạn dịch ý, thì các bạn sẽ có là gì nhỉ? Đằng trước của bạn sẽ có là cái gì gì đó cộng với ai, ví dụ là gì nhỉ? Là ai đó, hoặc là gì nhỉ? Đi cùng với ai. Đằng trước này các bạn sẽ có cái những cái cụm từ khác và cái từ ai sẽ là thường ở vị trí cuối, ví dụ là gì nhỉ? Là ai đó hoặc là bạn đã đi cùng với ai, tức là đằng trước sẽ là một động từ hoặc là một cái vị từ y đà chẳng hạn. Hoặc là gì nhỉ? Cái này là cuốn sách của ai, thì các bạn thấy rằng cái từ ai này thường đặt ở vị trí cuối hoặc là gần cuối câu. Ví dụ nhá, 누구예요 là ai đó. Ví dụ có người gõ cửa cốc 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 và các bạn nói là gì nhỉ? 누구예요 hoặc là 누구세요? Ai đó hoặc là ai đó ạ? Hoặc là 누구와 같이 갔어요? 누구와 같이 갔어요?
Bạn đã đi cùng với ai? 누구와 là với ai? 갔어요 đã đi, 같이 là cùng. Hoặc là 이것은 누구의 책이에요? 이것은 누구의 책이에요? Cái này, 이것, cái này là sách của ai? Như vậy các bạn có từ 누구 đóng vai trò là tân ngữ ở trong câu, và khi dịch thì các bạn thường dịch là gì nhỉ? Cái gì gì đó cộng với ai. Tiếp theo về 누가 thì các bạn cũng dịch là ai. Thực chất đây là dạng viết tắt của 누구가. 누구 kết hợp với 가. Trợ từ 가 là trợ từ của chủ ngữ, nên là 누가 đóng vai trò là chủ ngữ. Và các bạn khi mà dịch thì các bạn sẽ có cái dạng là ai cộng với gì gì đó. Ví dụ các bạn sẽ có nhá, 누가 박 선생님입니까? 누가 박 선생님입니까? Ai là thầy Park? Vậy các bạn sẽ có nhá, khi mà các bạn hỏi ai là thầy Park ấy, thì các bạn sẽ không dùng với 누구 ở đây mà các bạn sẽ dùng với 누가. 누가 박 선생님입니까? Như vậy các bạn cần nhớ về cái khi mà các bạn dịch ý, thì các bạn cần nhớ là sử dụng 누구 hay 누가 thì các bạn hãy nghĩ lại xem. Khi mà dùng với 누구 thì các bạn sẽ thường có đằng trước là một cái cụm từ và cái từ ai ở vị trí cuối cùng thì các bạn sẽ dùng với 누구. Còn khi mà các bạn muốn sử dụng ấy mang tính chất là ai kết hợp với một cái gì gì đó, ví dụ ai là thầy Park ấy, thì bạn sẽ dùng với 누가. Hoặc là 누가 전화했어요? Ai đã gọi điện thoại? Hoặc là ai đã gọi điện thoại đến? 누가 전화했어요? Ở đây các bạn không dùng là 누구 전화했어요 thì sai, không đúng. Hoặc là 어젯밤에 누가 TV를 봤어? 어젯밤에 누가 TV를 봤어? Ai đã xem TV tối qua? Như vậy các bạn sẽ có là gì nhỉ? Ai đã xem TV tối qua thì các bạn dùng với 누가. 어젯밤에, 어젯밤에 không dùng với 누구 mà dùng với 누가. Như vậy các bạn sẽ dựa vào cái vị trí của cái từ tiếng Việt này này, ai là thầy bác, hoặc là ai đã gọi điện thoại, hoặc là ai đã xem TV tối qua, thì các bạn sẽ dịch ngược ra tiếng Hàn thì các bạn dùng với 누가. Còn khi các bạn nói là gì nhỉ? Là ai đó, hoặc là bạn đã đi cùng với ai này, hoặc là cái này là cuốn sách của ai, thì các bạn từ cái câu tiếng Việt này các bạn sẽ suy ra được. Bạn thấy rằng vị trí của từ ai nó ở vị trí cuối câu thì các bạn sẽ sử dụng với từ 누구. Còn khi mà trong câu tiếng Việt ý, ai các bạn thấy rằng nó ở vị trí đầu câu như thế này thì các bạn sẽ sử dụng với 누가. Khá là dễ để nhầm lẫn 누구 và 누가, thế thì các bạn hãy học thuộc mấy cái ví dụ này nhé. Như vậy thì vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn những cái từ để hỏi rất là căn bản trong tiếng Hàn. Xoay xung quanh những từ để hỏi này thì các bạn hãy đặt câu với nó, sử dụng hàng ngày và trong giao tiếp. Chúc các bạn sẽ ghi nhớ tốt và giao tiếp thành thạo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 여러분, 다음에 또 만나요.